Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô giáo chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán 5 được biên soạn theo chương trình Kết nối tri thức và cuộc sống nhé. Các em học sinh thân mến, trong video ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong bài 35 Ôn tập chung, bộ lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Hỗn số chỉ phần tô màu trong hình vẽ bên là Vậy đây chúng ta thấy có hai hình vuông được tô màu toàn bộ tương ứng với phần nguyên của hỗn số là hai. Tiếp theo về phần phân số, chúng ta thấy hình vuông thứ ba được chia thành bốn phần bằng nhau, tức là phần mẫu số sẽ là bốn và được tô màu một phần. Vậy từ số tương ứng bằng một hỗn số chỉ phần tô màu trong hình vẽ sẽ là 2 1 phần 4. Cô chọn đáp án D. Câu 2. Số gồm 800, 5 đơn vị, 1 phần trăm, 7 phần nghìn được viết là. Vậy đây cô có 800, 5 đơn vị, 1 phần trăm tức là 0,01 và 7 phần nghìn tức là 0,007. Tiếp theo cô sẽ tiến hành cộng các số này lại với nhau. Ở đây cô có 0 cộng 7 bằng 7. 1 cộng 0 bằng 1. 0 cộng 0 bằng 0. Và chúng ta hạ số phẩy. 0 cộng 5 bằng 5. 0 cộng 0 bằng 0. Và 8 cộng 0 bằng 8. Vậy cô thu được số 805,017. Cô chọn đáp án B. Chúng ta tiếp tục với câu 3. Giá trị của biểu thức 3 phần 2 trừ 4 phần 9 cộng 5 phần 6 là Vậy ở đây, cô sẽ tiến hành tính giá trị của biểu thức này theo thứ tự từ trái sang phải. Ở đây chúng ta có 3 phần 2 trừ 4 phần 9 sẽ bằng 19 phần 18. Chúng ta cộng tiếp cho 5 phần 6. 19 phần 18 cộng 5 phần 6 bằng 17 phần 9. Vậy, giá trị của biểu thức mà đề bài đã cho là 17 9 Cô chọn đáp án C Chúng ta tiếp tục với câu 4 Trong các phép tính dưới đây Phép tính có giá trị lớn nhất là Vậy cô sẽ lần lượt đi thực hiện 4 phép tính mà đề bài đã cho Để tìm ra phép tính nào có kết quả lớn nhất Ở đáp án A cô có 5,4 cộng 8,9 bằng 14,3 Ở đáp án B cô có 10,1 trừ 2,3 bằng ở đáp án C cô có 3,2 nhân 4,1 bằng 13,12. Và ở đáp án D chúng ta có 67,2 chia 5,6 thu được kết quả là 12. Vậy đây cô có trong các kết quả vừa thu được cô thấy số 14,3 là số lớn nhất. Vậy phép tính ở đáp án A là phép tính có giá trị lớn nhất. Cô chọn đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu 5. Mẹ Nhi đi siêu thị mua 4 bộ quần áo trẻ em và một bộ quần áo người lớn. Giá tiền một bộ quần áo người lớn là 200.000 đồng và bằng 5 phần 3 giá tiền một bộ quần áo trẻ em. Biết giá tiền mỗi bộ quần áo trẻ em là như nhau, vậy số tiền mẹ Nhi phải thanh toán là? Về đây chúng ta thấy, số tiền mà mẹ Nhi cần phải thanh toán chính là bằng số tiền của 4 bộ quần áo trẻ em cộng với số tiền của một bộ quần áo người lớn. Vậy trước tiên, chúng ta cần phải đi tìm số tiền mà mẹ Nhi đã mua 4 bộ quần áo trẻ em là bao nhiêu. Ở đây chúng ta thấy một bộ quần áo người lớn bằng 200.000 đồng và bằng 5 phần 3 giá tiền của một bộ quần áo trẻ em. Ở đây chúng ta thấy một bộ quần áo người lớn sẽ bằng 5 phần 3 Giá tiền của một bộ quần áo trẻ em, tức là 5 phần 3 nhân với giá tiền của một bộ quần áo trẻ em. Về đây cô có giá tiền của một bộ quần áo trẻ em sẽ bằng giá tiền của một bộ quần áo người lớn chia cho 5 phần 3. Ở đây tức là 200.000 đồng chia cho 5 phần 3. Vậy trước tiên cô có giá tiền một bộ quần áo trẻ em là Cô sẽ lấy giá tiền một bộ quần áo người lớn chia cho 5 phần 3, tức là 200.000 đồng. Chia cho 5 phần 3 và thu được kết quả là 120.000 đồng. Vậy, số tiền của 4 bộ quần áo trẻ em sẽ bằng giá tiền của một bộ quần áo trẻ em nhân với số lượng là 4. Vậy cô có giá tiền 4 bộ quần áo trẻ em là? Cô sẽ lấy 120.000 đồng nhân với 4. Thu được kết quả là 480.000 đồng. Vậy, số tiền mẹ Nhi cần phải thanh toán chính là bằng số tiền của 4 bộ quần áo trẻ em cộng với số tiền mẹ đã mua một bộ quần áo người lớn. Đây chính là 480.000 đồng cộng với 200.000 đồng. Vậy, số tiền mẹ cần thanh toán là 480.000 đồng cộng với 200.000 đồng chính là bằng 680.000 đồng. Vậy mẹ cần phải thanh toán 680.000 đồng. Cô chọn đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu 6. Hùng đã tô màu cho con thuyền như hình vẽ bên. Diện tích phần tô màu là? Vậy đây chúng ta thấy diện tích phần tô màu sẽ bằng Diện tích của cánh buồm trừ cho diện tích của thân thuyền. Ở đây chúng ta thấy độ dài cạnh đáy của hình tam giác sẽ bằng 1,7 cộng cho 1,7. Vậy trước tiên cô có độ dài đáy hình tam giác là 1,7 cộng cho 1,7. Cô thu được kết quả là 3,4 đơn vị là cm. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi tính diện tích hình tam giác. Cô sẽ lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng và chia cho 2. Ở đây là 3,4 nhân với nhân với 2 và chia cho 2. Chính là bằng 3,4 đơn vị là cm vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính diện tích phần được tô màu vàng. Vậy đây chúng ta thấy diện tích phần được tô màu vàng chính là một hình thang có độ dài đáy lớn là 5,5 cm. Độ dài đáy bé là 3 cm và chiều cao là 1,7 cm. Vậy diện tích phần được tô màu vàng là hay chính là diện tích hình thang là Cô sẽ lấy đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao và chia 2. Ở đây chính là 5,5 cộng với 3 nhân chiều cao là 1,7 và chia cho 2 kết quả thu được là 7,225 đơn vị là cm vuông đề bài yêu cầu tính diện tích phần được tô màu về đây chúng ta thấy diện tích phần tô màu chính là diện tích phần tô màu hồng cộng với diện tích phần tô màu vàng hay chính là diện tích tam giác cộng với diện tích hình thang. Ở đây sẽ là 3,4 cộng với 7,225. Cô thu được kết quả là 10,625. Đơn vị là cm vuông. Vậy diện tích phần tô màu là 10,625. Cô chọn đáp án B. Chúng ta tiếp tục với phần 2 lớn, phần tư luận, bài 1, đặc tính rồi tính. Ở ý thứ nhất cô có 852,46 cộng 24,7. Đầu tiên cô sẽ tiến hành đặt tính. Các em lưu ý lúc đặt tính chúng ta chúng ta viết thẳng hàng các hàng của số thập phân với nhau nhé. Ở đây cô có 6 cộng 0 bằng 6. 4 cộng 7 bằng 11, chúng ta viết 1, nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6. 6 thêm 1 bằng 7. 5 cộng 2 bằng 7. Và 8 cộng 0 bằng 8. Và cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy sao cho phần thập phân của số vừa tìm được có 2 chữ số. Vậy kết quả của phép tính đầu tiên là 877,16. Ở phép tính thứ hai chúng ta có 536,82 trừ cho 172,91. Ở đây cô có, có 2 trừ 1 bằng 1, 8 không trừ được cho 9, chúng ta lấy 18 trừ 9 bằng 9. Nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3. 3 không trừ được cho 7, chúng ta lấy 13 trừ 7 bằng 6. nhớ 1. Nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3. Và cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy sao cho phần thập phân của số vừa tìm được có hai chữ số. Vậy kết quả của phép tính thứ hai là 363,91. Ở phép tính thứ ba cô có 23,8 nhân 1,2. Chúng ta có 8 x 2 bằng 16. Chúng ta viết 6, nhớ 1. 2 x 3 bằng 6, 6 thêm 1 bằng 7. Và 2 x 2 bằng 4. 1 x 8 bằng 8. 1 x 3 bằng 3. Và 1 x 2 bằng 2. Chúng ta có 6 cộng 0 bằng 6. 7 cộng 8 bằng 15. Chúng ta viết 5, nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8. 0 cộng 2 bằng 2. Và cuối cùng chúng ta thêm dấu phẩy. Đây chúng ta thấy có 1 2 hai chữ số ở phần thập phân, vậy chúng ta đánh dấu phẩy sao cho kết quả vừa thu được ở phần thập phân có hai chữ số. Vậy kết quả của phép tính thứ ba là 28,56. Tiếp theo chúng ta có 66,56 chia 2,6. Ở đây cô thấy phần thập phân của số chia có một chữ số, vì vậy cô sẽ chuyển dấu phẩy của cả số bị chia và số chia sang bên phải một chữ số và thu được phép tính là 665,6 chia cho 26. Vậy đây cô thấy 66 chia 26 bằng 2. 2 x 26 bằng 52, 66 trừ 52 bằng 14. Chúng ta hạ 5.

Ơi ờ, thứ nhất, 2 phần 5 thế kỷ bằng ô trống 5. Ở đây chúng ta thấy, một thế kỷ sẽ bằng 100 năm. Vậy, 2 phần 5 thế kỷ sẽ bằng 2 phần 5 nhân với 100 năm. Và đây sẽ bằng 40 năm. Vậy cô đề số 40. Tiếp theo chúng ta có 2 ngày 12 giờ bằng ô trống ngày. Vậy đây chúng ta sẽ đổi 12 giờ sang đơn vị là ngày. Cô có. Một ngày sẽ bằng 24 giờ. Vậy 12 giờ sẽ bằng 12 chia cho 24. Và chính là bằng 0,5 ngày. Vậy 2 ngày 12 giờ sẽ bằng 2 ngày cộng với 0,5 ngày chính là bằng 2,5 ngày. Tiếp theo chúng ta có 5 tấn 23 kg bằng ô trống tấn. Vậy đây chúng ta sẽ đổi 23 kg về đơn vị là tấn và cộng với 5 tấn. Chúng ta có 1 tấn sẽ bằng 1.000 kg. Vậy 23 kg sẽ bằng 23 chia cho 1.000 tấn và chính là bằng 0,023 tấn. Vậy 5 tấn 23 kg sẽ bằng 5 tấn cộng cho 0,023 tấn chính là bằng 5,023 tấn. Ở đây cô tiếp tục có 67 phút bằng ô trống giờ bằng ô trống phút. Vậy chúng ta thấy 60 phút sẽ bằng 1 giờ. Vậy ở đây cô có 67 phút sẽ bằng 60 phút cộng với 7 phút chính là bằng 1 giờ 7 phút. Tiếp theo chúng ta có 56 hecta bằng ô trống km vuông. Vậy đây chúng ta thấy 1 km vuông sẽ bằng 100 hecta Vậy 56 hecta sẽ bằng 56 chia cho 100 km vuông, chính là bằng 0,56 km vuông. Tiếp theo chúng ta có 3.790 kg bằng ô trống tấn. Vậy ở đây...

Vậy đây có thấy hai số mà đề bài đã cho có hàng chục nghìn, hàng nghìn và hàng trăm bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục đi so sánh chữ số chữ số hàng chục của hai số này. Ở đây chúng ta thấy 1 sẽ bé hơn 2. Vậy 45 45.612,56 sẽ bé hơn 45.621 Vậy cô điền số bé Tiếp theo chúng ta có linh 3546,801 và 3546,810. Vậy đây cô thấy hai số mà đề bài đã cho có hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị và hàng phần 10 bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ đi so sánh hàng phần trăm của hai số này. Ở đây chúng ta thấy 0 sẽ bé hơn 1. Vậy

Vậy ở đây chúng ta thấy 235,62 sẽ bằng 235,62. Ở đây cô điền dấu bằng. Tiếp theo chúng ta có 78,02 trừ cho 38,01. Cô thu được kết quả là 40,01. Vậy đây chúng ta thấy 40,01 sẽ bằng 40,01. Vậy cô sẽ điền dấu bằng. Tiếp theo chúng ta có 67,76 chia 5,6 thu được kết quả là 12,1. Ở đây chúng ta thấy 12,1 sẽ lớn hơn 11,2. Vậy ở đây cô điền dấu lớn. Chúng ta tiếp tục với bài 4, tính bằng cách thuận tiện. Ở ý thứ nhất, 2 phần 5 cộng 2 phần 3 cộng 3 phần 5 cộng 1 phần 3. Về đây, cô sẽ nhóm hai phân số có cùng mẫu số với nhau để thực hiện phép tính một cách thuận tiện hơn. Trước tiên cô sẽ nhóm 2 phần 5 và 3 phần 5 thành một phép tính. Chúng ta có 2 phần 5 cộng với 3 phần 5 cộng tiếp cho 2 phần 3 cộng với 1 phần 3. 2 phần 5 cộng với 3 phần 5 cô thu được kết quả là 1 và cộng cho 2 phần 3 cộng 1 phần 3 thu được kết quả là 1. Và 1 cộng 1 bằng 2. Vậy giá trị của biểu thức đầu tiên bằng 2. Tiếp theo chúng ta có 11 phần 2 nhân 4 phần 5 cộng 11 phần 2 nhân 1 phần 5. Vậy đây cô thấy cả hai phân số 4 phần 5 và 1 phần 5 đều nhân với 11 phần 2. Vậy áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng và phép nhân cô sẽ viết được thành 11 phần 2 nhân với 4 phần 5 cộng cho 1 phần 5. Tiếp theo cô sẽ thực hiện phép tính trong ngoặc. Cô có 4 phần 5 cộng 1 phần 5 bằng 1. 11 phần 2 nhân 1 bằng 11 phần 2. Vậy giá trị của biểu thức thứ hai chính là bằng 11 phần 2. Chúng ta tiếp tục với bài 5. 5 vẽ một hình tròn có chu vi bằng 3,11 dm rồi tô màu hình tròn đó. Hỏi diện tích nam đã tô màu là bao nhiêu dm vuông? Về đây chúng ta thấy, để tính được diện tích nam đã tô màu, chúng ta cần phải biết bán kính của hình tròn nam đã tô màu là bao nhiêu vậy ở đây đề bài đã cho chúng ta biết chu vi của hình tròn vậy chúng ta có thể tìm được đường kính của hình tròn sau đó tìm bán kính của hình tròn trước tiên cô sẽ đi tìm đường kính của hình tròn ở đây chúng ta thấy chu vi của hình tròn được tính bằng cách đường kính nhân với 3,14. Và đây, nam vẽ hình tròn có chu vi bằng 3,14, tức là chu vi bằng 3,14. Vậy, chúng ta thấy đường kính của hình tròn nhân với 3,14 bằng 3,14 bằng chính 3,14 vậy ở đây đường kính của hình tròn nam đã vẽ bằng chính là bằng 1 Đấy chúng ta có Vì một nhân với 3,14 bằng 3,14 Vậy đường kính của hình tròn Nam đã vẽ bằng 1 dm Tiếp theo Sau khi có đường kính Chúng ta sẽ đi tìm bán kính của hình tròn đó Đấy chúng ta có Bán kính của hình tròn là Bán kính của hình tròn Nam đã vẽ là cô sẽ lấy đường kính chia cho 2, tức là 1 chia 2 bằng 0,5 dm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính diện tích của hình tròn nam đã tô màu. Chúng ta sẽ lấy bán kính nhân bán kính nhân 3,14. Đây chính là 0,5 nhân 0,5 và nhân 3,14. Kết quả thu được là 0,785 đơn vị là dm vuông. Vậy năm đã vẽ hình tròn có diện tích là 0,785 dm vuông. Đáp số 0,785 đơn vị là dm vuông. Chúng ta tiếp tục với bài 6. Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26 m và 14 m, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó, cứ 1 m vuông đất thu hoạch được 3,5 kg khoai. Người ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu tấn khoai trên thửa ruộng đó. Vậy đây chúng ta thấy để biết được người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn khoai trên thửa ruộng đó, chúng ta sẽ lấy số tấn khoai thu hoạch được trên mỗi mét vuông đất trên một mét vuông đất nhân với diện tích của toàn bộ thửa ruộng Vậy, trước tiên chúng ta cần phải đi tính diện tích thửa ruộng và số tấn khoai thu hoạch được trên mỗi mét vuông đất. Ở đây cô có. Trước tiên chúng ta sẽ đi tính diện tích thửa ruộng. Ở đây đề bài cho thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy là 26m và 14m. Chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Vậy, trước tiên chúng ta sẽ đi tìm chiều cao để tính được diện tích của thửa ruộng. Đây chúng ta có Chiều cao của thửa ruộng hình thang là chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy tức là sẽ bằng độ dài đáy lớn cộng độ dài đáy bé và chia hai ở đây sẽ là 26 cộng cho 14 và chia 2 Chính là bằng 20 mét Sau khi có độ dài đáy lớn, đáy bé và chiều cao Cô sẽ đi tìm diện tích của thửa ruộng chúng ta sẽ lấy đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao và chia 2. Ở đây chính là 26 cộng 14 nhân với 20 và chia 2. Cô thu được kết quả là 400 mét vuông. Sau khi có diện tích, chúng ta sẽ đi tìm số tấn khoai thu hoạch được trên mỗi mét vuông đất. Trước tiên cô có cứ một mét vuông đất người ta thu hoạch được 300 3,5 kg khoai Vậy diện tích của thửa ruộng đó là 400 mét vuông Tiếp theo cô sẽ đi tính trên cả thừa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg khoai Cô sẽ lấy số kg khoai thu hoạch được trên 1 mét vuông đất nhân cho Diện tích toàn bộ của thối ruộng ở đây chính là 3,5 x 400 Cô thu được kết quả là 1.400 kg Và đề bài hỏi Người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn khoai Vậy chúng ta sẽ đổi đơn vị kg về đơn vị đặt tấn Ở đây cô có Đổi 1.400 kg Sang đơn vị đặt tấn một tấn sẽ bằng 1.000 kg vậy 1.400 kg sẽ bằng 1.400 chia cho 1.000 tấn sẽ bằng 1,4 tấn vậy người ta thu hoạch được tất cả 1,4 tấn trên thường dụng đó đáp số 1,4 tấn khoai các em học sinh thân mến như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài 35 cô xin chào tạm biệt các em và chúc các em có một kỳ học thật là hiệu quả